Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với bản tin mới nhất ngày hôm nay, được cập nhật vào buổi chiều ngày 9 tháng 10 năm 2021. Và hôm nay Wendy Phạm đã chính thức lên tiếng để thông báo về tang lễ của ca sĩ Phi Nhung sẽ được diễn ra vào ngày 12 tháng 10 năm 2021. Và Wendy cũng có thông tin là sẽ tiếp tục thực hiện tâm nguyện còn dang dở của ca sĩ Phi Nhung lúc còn sinh thời. Và ngay sau đây sẽ là thông tin chi tiết về bức tâm thư mà Wendy Phạm muốn gửi đến tất cả quý vị khán giả. Con xin thay mặt gia đình thông báo đến các ông bà, cô, chú, anh chị, những người yêu mến, mẹ con và tang lễ của mẹ con sẽ được tổ chức vào ngày 12 tháng 10 năm 2021 tại chùa Huệ Quang. Và mẹ con cả đời làm từ thiện và luôn sống vì người khác nên con biết sẽ có rất nhiều người thương mẹ và muốn gửi vòng hoa viếng đến cho mẹ con. Và nhưng trong thời buổi hết sức khó khăn với bao nhiêu người đang sống trong cảnh túng thiếu và con không muốn lãng phí tiền vào việc mua hoa, vì tiền mua hoa ở Mỹ rất đắt đỏ mà cũng chỉ được có một ngày thôi. Thay vì mua vòng hoa để viếng cho mẹ con, thì con xin mọi người hãy bỏ số tiền đó vào quỹ từ thiện Phi Nhung Wendy Phạm. Con muốn dùng số tiền này để tiếp tục việc làm từ thiện, những công việc thiện nguyện mà mẹ con đang làm dang dở chưa xong. Và tâm nguyện của mẹ con là giúp Tịnh Xá Giác An được xây trường học Việt ngữ kế bên chùa và giúp các nạn nhân bị ảnh hưởng do Covid-19 tại Việt Nam. Và tất cả tiền thu được con sẽ đều chia cho hai nơi. Và nhân tiện đây con cũng xin cảm ơn những lời chia buồn, an ủi và động viên của tất cả mọi người đã dành cho con trong mấy ngày qua. Mặc dù mẹ con đã ra đi mãi mãi, nhưng sẽ ở trong tim của con và những người khán giả luôn yêu mến mẹ con và không ai có thể lấy đi được điều này. Con cũng xin cảm ơn các vị bác sĩ và chuyên viên y tế đã tận tình chăm sóc cho mẹ con trong lúc mẹ con được điều trị tại bệnh viện. Con biết các cô chú đã cố gắng hết sức mình. Và cuối cùng là một lời cảm ơn sâu sắc nhất đến vợ chồng cô Việt Hương và chú Hoài Phương và cô Khánh Vương nữa đã tận tình giúp mọi thủ tục cho mẹ con từ lúc mẹ con vào bệnh viện cho đến lúc mẹ con ra sân bay về bên Mỹ để về với con. Và những ân tình này con sẽ không bao giờ quên được. Và thông qua bức tâm thư này thì chúng ta có thể thấy rằng đối với con gái của ca sĩ Phi Nhung là Wendy Phạm cũng có một tấm lòng lương thiện giống như ca sĩ Phi Nhung. Và Wendy Phạm cũng còn nói rằng sẽ tiếp tục thực hiện tâm nguyện của ca sĩ Phi Nhung là sẽ xây dựng trường học bên Tịnh Xá Giác An và sẽ giúp những người khó khăn tại Việt Nam. Và chúng ta có thể thấy rằng là ngay cả khi mẹ mình qua đời hết sức đau buồn như hiện nay thì Wendy Phạm vẫn có thể nói lên những tâm nguyện rằng là sẽ giúp đỡ những người khó khăn và đặc biệt là sẽ quyên góp số tiền đó để ủng hộ những người nghèo và giúp xây trường học. Và cũng thông qua bài viết này chúng ta có thể thấy được rằng tấm lòng nhân ái của Wendy Phạm dù cho rằng hiện tại đang rất đau buồn khi chính người mẹ của mình đã qua đời và hôm nay có thể nhận được tro cốt của ca sĩ Phi Nhung sau gần 2 năm xa cách mà hôm nay mới có thể gặp được, nhưng vẫn không nghĩ riêng cho bản thân, không nghĩ riêng cho gia đình. Mà Wendy Phạm vẫn nói rằng mẹ con cả đời làm từ thiện, luôn sống vì người khác nên con biết sẽ có rất nhiều người thương mẹ con và muốn gửi vòng hoa lễ viếng đến cho mẹ. Nhưng trong thời buổi kinh tế khó khăn với bao nhiêu người đang sống trong cảnh túng thiếu thì con không muốn lãng phí số tiền này vào việc mua hoa, vì tiền mua hoa ở Mỹ rất đắt và cũng chỉ để có thể trưng được một ngày. Và mình nghĩ rằng ca sĩ Phi Nhung khi ở nơi xa xôi nào đó có thể nghe được những tâm nguyện này cũng như bức tâm thư của con gái mình là Wendy Phạm cũng có nói rằng sẽ hoàn thành cái việc thiện nguyện giúp ca sĩ Phi Nhung thì có thể sẽ phần nào sẽ được ra đi thanh thản. Và như tất cả chúng ta cũng đã biết, cũng như tất cả những người luôn yêu mến ca sĩ Phi Nhung và luôn theo dõi những sự việc hiện tại đang diễn ra đối với ca sĩ Phi Nhung là đã có một quá trình hết sức gian nan thì hiện tại thì ca sĩ Phi Nhung mới có thể trở về bên Mỹ như hiện nay. Cũng đã trải qua hơn 10 ngày khi ở Việt Nam để hoàn tất tất cả những thủ tục cũng như những ước nguyện cuối cùng của con gái ca sĩ Phi Nhung là Wendy có thể mong được đưa thi hài Phi Nhung về bên Mỹ để có thể gặp một lần cuối cùng trước khi làm lễ an táng. Những thủ tục đó cũng như là tất cả mọi người đã cố gắng hết sức để có thể lo những cái hoàn tất hồ sơ và đưa được ca sĩ Phi Nhung về bên Mỹ thì cũng đã không thể thực hiện được. Và cuối cùng thì nghệ sĩ Việt Hương được nhận sự ủy quyền trực tiếp từ Wendy và những người thân của ca sĩ Phi Nhung đã phải đưa thi hài ca sĩ Phi Nhung để đi hỏa táng và có thể đưa được tro cốt trở về bên Mỹ. Và Wendy cũng có thông báo mới nhất về bảng cáo phó của ca sĩ Phi Nhung với thế danh là Phạm Phi Nhung và pháp danh là Tịnh Bình. Sinh ngày 10 tháng 4 năm 1970, sinh ra tại Gia Lai và vãng sanh vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 28 tháng 9 năm 2021 và hưởng dương là 51 tuổi. Và về năm sinh cũng như là hưởng dương thì mình đã nói với tất cả quý vị ở rất nhiều video rồi. Thì cũng có rất nhiều quý vị khán giả thắc mắc về năm sinh, là có nhiều người thắc mắc rằng là sinh năm 1969, sinh năm 1970 và sinh năm 1971.
và hưởng dương cũng ở mức là 50, 51 và 52 tuổi. Thì ở đây thì thông qua bảng cáo phó này thì Wendy Phạm là nữ trưởng, là con gái ruột của ca sĩ Phi Nhung cũng chính thức thông báo. Thì đây sẽ là nguồn thông tin chính thức. Và cũng theo nguồn thông tin mới nhất từ Wendy, con gái ruột của ca sĩ Phi Nhung, thì hiện tại chuyến bay chở cho cốt của ca sĩ Phi Nhung cũng như là Việt Hương đang cùng trên chuyến bay đó thì vẫn chưa đến Los Angeles. Có nghĩa là người nhà ca sĩ Phi Nhung hiện tại thì vẫn đang trông đợi cái chuyến bay đó có thể sẽ được về Mỹ một thời gian sớm nhất. Nhưng cũng theo thông báo là chuyến bay sẽ phải trải qua quá trình là tận từ 18 đến tận 20 giờ bay thì có thể mới được trở về Mỹ. Và như tất cả quý vị và các bạn cũng đã biết rằng là về thông tin về tang lễ cũng như là về lịch trình bay cũng như tất cả những nguồn thông tin về ca sĩ Phi Nhung sẽ được thay đổi liên tục. Và mình cũng đã cập nhật ở mỗi video rằng là sẽ có những nguồn thông tin mới nhất. Nên tất cả quý vị khán giả khi xem những clip trước đây của mình thì lại vô comment rằng là hiện tại ca sĩ Phi Nhung đã được hỏa táng rồi và trao cốt đã gửi về bên Mỹ rồi mà tại sao mình vẫn làm thông tin rằng là thi hài của ca sĩ Phi Nhung vẫn đang được bảo quản. Thì mình cũng nói rồi là khi tất cả quý vị và các bạn comment thì nên vào xem những cái nguồn video mới nhất của mình. Và có những quý vị khán giả đã xem những video cách đây từ 3 ngày rồi thì làm sao mà không có thông tin như vậy được. Thì thi hài ca sĩ Phi Nhung vẫn được giữ 10 ngày, là giữ từ khi qua đời trước hơi thở cuối cùng là ngày 28 tháng 9 đến tận ngày 8 tháng 10 năm 2021 mới được đem đi hỏa táng. Thì những thông tin đó thì mình vẫn luôn cập nhật là thi hài ca sĩ Phi Nhung vẫn đang được bảo quản trong phòng lạnh và vẫn chưa được hỏa táng. Đó, thì những thông tin đó mình cập nhật video hàng ngày và mỗi ngày mình ra tận 4 đến 5 video. Thì quý vị và các bạn khi muốn biết được những thông tin mới nhất thì phải xem những video mới nhất thì mới có thể cập nhật được thông tin. Còn rất nhiều người thì đã vào đây xem những cái video cách đây rất lâu rồi và lại vào comment rằng là thông tin của mình là không chính xác và không có thực tế. Nên là mình vẫn nói với tất cả quý vị và các bạn là khi muốn comment những cái câu nói rằng là mình cập nhật thông tin không chính xác thì nên xem những cái video mới nhất cũng như trước đây thôi, rằng là những thông tin sẽ được thay đổi liên tục, kể cả buổi sáng, buổi trưa, buổi tối sẽ thay đổi liên tục và nó sẽ không đúng như tất cả chúng ta nghĩ. Và ngay cả việc tổ chức tang lễ cho ca sĩ Phi Nhung sẽ được diễn ra vào ngày 4 tháng 10 năm 2021. Và khi mình có thông tin là đã hủy tổ chức tang lễ thì nhiều người cũng vào comment cho mình rằng là thông tin của mình là thông tin bịa đặt sai sự thật. Tại sao là khi tổ chức tang lễ mà có thể hoãn lại được? Thì đó, thì khi mà đã có thông báo chính thống từ báo chí thì tất cả những người comment đó lại không thấy đâu nữa và không có comment nữa. Thì tất cả chúng ta có thể hiểu được là chuyện gì cũng có thể xảy ra và nó thay đổi rất nhanh và mình muốn cập nhật những nguồn thông tin có thể nhanh nhất để đưa đến tất cả quý vị và các bạn sẽ có những cái nhìn có thể là sẽ cập nhật mới nhất. Nhưng thay vào đó thì những nguồn thông tin không thể nào mà chính xác 100% được. Ngay cả những trang báo chính thống có khi vẫn cập nhật sai. Ngay cả việc hôm qua khi mà tổ chức lễ hỏa táng cho ca sĩ Phi Nhung thì nhiều trang báo chính thống vẫn đưa tin rằng là không phải được hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Và còn thông tin rằng là khi hỏa táng ca sĩ Phi Nhung được tổ chức miễn phí và hôm nay thì người nhà đã chính thức lên tiếng là được hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa đó và đã được đem cho cốt về bên Mỹ, thì chúng ta mới biết được rằng là những thông tin hiện tại thì chỉ mang tính chất tham khảo thôi và không thể nào chắc chắn 100% được. Và mình cũng sẽ cố gắng cập nhật những nguồn thông tin mới nhất về tang lễ của ca sĩ Phi Nhung sẽ được diễn ra vào ngày 12 tháng 10 năm 2021. Và mình mong tất cả quý vị và các bạn cũng sẽ tiếp tục ủng hộ những thông tin mới nhất mà mình đưa đăng tải lên trên kênh YouTube này.